không cần phải bọt. Thế nhưng mà khi tắm ngủ một xong thì trong lúc đó thì các bác có thể cho ăn nhiều nữa không, hay là không kiện thì đã ngủ là cô không cho ăn một ngày một đêm, nó ngủ một ngày một đêm, sau đó nó lột xác thì bắt đầu nó bò lên trên, thì bắt đầu thì nó dạ dày là bắt đầu là con cá nó kia lại, từ từ rắc dây tái dây rắc đoàn, sau đó mình lột ra. Từ cái tầm ăn 2 rồi, sau đó ăn 2 xong bắt đầu đến cái cung đoạn này gì ạ bạn? Đây không ăn 2, ăn 3, đây là ăn 4 rồi đấy, đây là ngủ 4. Ăn 4 ra ngủ 4 thì sẽ ăn dối đấy. Xong rồi cái loại này bắt đầu dậy gì ạ? Đấy, ngủ 4 rồi đấy, đây là bắt đầu nó lột xác dậy, bắt đầu ăn dối đấy. Rồi nó trắng ra con tầm nó bò dài đấy. Bắt đầu dậy này nó mới dậy, nó nhíu rồi dậy à. Nó ăn vào 6 ngày ở đầu mới chín. Từ ăn 6 ngày tầm cái tò dưới thuốc lá của ngón tay thì dưới thuốc lá mới chín. Thế là như này là nó đang ăn rỗi rồi. Đang ăn bắt đầu là ăn rỗi ngày đầu tiên. Đây là ngày đầu tiên của ăn rỗi. Đầu tiên ăn rỗi. Nhưng mà trong thời gian ăn rỗi này là ăn rỗi là 6 ngày. 6 ngày. 6 ngày. Khi mà con tầm nó ăn dỗi xong rồi thì nó thành các cái tổ này gọi là con kén gì hiểu không? Thì ăn dỗi xong hết ngày thứ 6 bắt đầu thứ 9, bói ngày thứ 7, thứ 9, thứ 9 xem là gì. Làm né xong rồi bắt những con tầm chín lên né này, xong nó cuộn thành tổ ấy. Cuộn thành tổ được... Đây nó là các con kén của này. Con kén này, rồi đến ngày thứ 4, từ lúc lên làm thành tổ đến... lúc vữa ra con kén ngày thứ 4 bắt đầu mình bóc xong là cho ra nong, thế để về là bắt đầu là mình ươm, ươm thì bán cho người ươm, để bán cho người ươm, nó quay hết tơ này thì bắt đầu nó ra, còn ra con nhộng. Cái này là cứ thế này là khi ăn xong như này là người ta ấy là gỡ là bán được cho người ươm đấy. Đấy. Hỏi thế, từ lúc mà khuôn đoạn của cái trứng tằm ấy, cho đến khi thành con kén này để nó tương tơ này, thời gian nó bao nhiêu mà nó có vất vả nó đỡ, thì còn kén này thì khi mình trứng nhỏ cho đến khi mà lên thành cái cuộn thành cái con kén này thành tổ kén như này, nó vào nếu nó tùy theo thời tiết, nếu như là cái mùa nha, tầm 2-4 ngày, mùa đông, mùa xuân thì nó 2-3-4 ngày, nuôi con tôm tằm này rất vất vả. Nói chung là mùa người ta nói, các cụ nói là làm ruộng thì ăn cơm nằm mà nuôi tằm ăn cơm đứng, có nghĩa là cứ đến bữa là nó phải cho ăn đúng 3 tiếng một bữa, chứ nếu mà nó đói là về sau con tằm nó sinh bệnh thì nó không, con kén nó mọc nó không có tơ nữa. Nhưng mà nếu như gặp trời nắng là cũng rất là vất vả, như hái vô về là phải thui về là giờ điều hòa nhiệt độ nó phải quạt rồi cho con tằm cho nó mát. Nhưng mà mùa đông và mùa rét là phải đóng cửa cho nó ấm. Nhưng mà những cái ngày mà bị mưa hay là bị lá dâu rồi gặp mưa thì về phải quạt, phải hong những cái lá dâu, phải hong ra xong phải còn những lá nào có nước là phải dùng cái chẻ lau đi để cho tằm ăn cho nó khỏi ướt nước miệng khỏi chết. Thế khi các bác mà nó thành con kén này thì các bác có phải oai sấy gì không? Có chứ, nếu mà không sấy thì về sau là cái nó tan mà phải không làm được. Mà khi bắt đầu tằm làm né, tằm lên né là phải dùng nước than to, đến cho độ bỏ độ bún đến than lên xong cho vào xong đốt lên xong để quây các cái củi cái né một bún quạch để cho con tằm nó ấm, nó làm tổ ở đâu nó khô đấy thì về sau sợi tư nó sẽ không tan mà nó không có gì là cạn thì lụa nó mới dẻo. Thế lò thì như nó biết làm thì nhưng mà bắt đầu từ lúc xong cái con kén mà lên né mà cái bình nữa là con kén như này nó xong bắt đầu cái cung đoạn này nó thì nó mới chuyển sang cái hệ thống tương sợi tơ. Thank you.
Tôi là những người ta cho ra ngoài.